Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ năm ngày 22 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm đổi mới ở Việt Nam đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo. Trước khi bắt đầu phiên họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước vì dân. Tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới là đầu vào hết sức quan trọng cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đánh giá cao nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo trong chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết với 5 kết quả nổi bật, trong đó dự thảo báo cáo đã hệ thống làm rõ sự phát triển lý luận của Đảng ta về đổi mới, đánh giá làm rõ thành tựu hạn chế trên các nhóm vấn đề lớn, xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa xã hội và con người, quốc phòng an ninh và đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Dự thảo báo cáo tổng kết cũng chỉ ra bước phát triển trong nhận thức lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó có việc đề xuất mô hình chủ nghĩa xã hội gồm 3 trụ cột: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thời dự báo tương đối sát tình hình, đề xuất các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Ban chỉ đạo cần tiếp tục cân nhắc, làm rõ thêm một số vấn đề như trong đánh giá hạn chế nguyên nhân, cần chỉ rõ những hạn chế nguyên nhân có tính chủ yếu cốt lõi, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả hơn. Dự thảo báo cáo cũng cần chỉ ra những chủ trương có sức sống từ thực tiễn để tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, báo cáo đã nêu khá toàn diện cơ hội và thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, song cần chỉ ra những cơ hội lớn để nắm bắt cùng với những thách thức lớn để có giải pháp vượt qua. Đề nghị các đồng chí cân nhắc thêm nội dung mục tiêu tầm nhìn đến năm 2045 để đưa vào văn kiện. Theo đó, nước ta trở thành một nước phát triển, thu nhập cao, ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, là nước xã hội chủ nghĩa. Theo tôi cũng đã thể đến những bước nữa để khẳng định những việc đó. Mong các đồng chí thống nhất nhận thức về bối cảnh mới đang mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Từ đó có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung của báo cáo. Tinh thần là thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá chính xác những kết quả đã đạt được, thẳng thắn, khách quan chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Sau phiên họp, đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Bộ Chính trị cho ý kiến và sau đó tiếp tục hoàn thiện thêm một lần nữa để trình Hội nghị Trung ương. Tại buổi gặp gỡ thân mật với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chiều nay nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế tốt mà còn phải nhận thức sâu sắc hơn, vinh dự và trách nhiệm với Tổ quốc, làm nên tính ưu việt của doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp bày tỏ trân trọng Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đặc biệt, đề ra những chủ trương, đường lối, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển. Nhiều doanh nhân bày tỏ ấn tượng khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay sau khi giữ cương vị mới, đã có bài viết khẳng định phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch qua chuyển đổi số, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật để xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi chiếm đến hơn 98% tổng số doanh nghiệp, đóng góp 50% GDP, 35% tổng thu ngân sách và tạo việc làm, thu nhập cho hơn 50% người lao động trên cả nước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã có những hoạt động rất ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải những năm qua, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, sụt giảm đơn hàng và cạnh tranh gay gắt. Mong muốn hiệp hội sẽ phát huy vai trò giúp các doanh nghiệp liên kết để cùng mạnh, cùng thắng. Tuy là nói là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng mà lại là rất lớn. 80% cái nguồn lực là chỗ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một xã hội phát triển thì không thể thiếu được doanh nghiệp. Và trong những cái điều kiện phát triển của kinh tế hiện nay thì đoàn kết, cái liên minh, cái hỗ trợ giữa các doanh nghiệp
trong xã hội là vô cùng quan trọng. Mỗi người một giai đoạn, mỗi người một khâu của quá trình sản xuất. Thế rồi là giữa doanh nghiệp với ngân hàng, giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học. Thế và ngay trong các doanh nghiệp thì cũng cần phải cái sự hỗ trợ của nhau rất lớn. Tôi nói là vừa và nhỏ nhưng mà là rất lớn, rất vĩ đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cuối năm ngoái, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới chính là nguồn cảm hứng, khích lệ đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vững tin vào vai trò, sứ mệnh cao cả của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới. Nhấn mạnh không có một tập đoàn lớn nào mà không khởi nguồn từ doanh nghiệp nhỏ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định tiềm năng phát triển là rất lớn khi đất nước có 5 triệu hộ kinh doanh và mỗi hộ kinh doanh đều có thể trở thành doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chính vì vậy, Hiệp hội phải tập trung vào những mục tiêu ưu tiên mang lại hiệu quả rõ ràng cho hội viên. Các doanh nghiệp phải chú trọng đổi mới chính mình, xây dựng uy tín thương hiệu, tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Tập trung tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái điểm nghẽn để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đấy là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng, nhà nước luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì tôi cũng khẳng định là một lần nữa là chúng ta không hề có hình sự hóa quan hệ kinh tế. Các cái quan hệ xã hội nói chung, trong đó có quan hệ về kinh tế. Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết kiên trì, không ngừng không nghỉ. Mà chống tiêu cực, chống tham nhũng ở đây là làm cho đảng ta vững mạnh hơn, đất nước ta phát triển tốt hơn. Và thực tế là như thế, cán bộ đảng viên tin vào đảng hơn, nhân dân tin hơn, phải chặn đứng được cái tiêu cực tham nhũng này và cũng không để được cho ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ luật pháp, thực hành chuẩn mực kinh doanh tiến bộ, thực hiện đầy đủ quyền cho người lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn uy tín quốc gia, nói không với gian lận thương mại. Đặc biệt phải đồng hành với Đảng, Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện lý tưởng và mục tiêu cao đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn Trí thức Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với sự tham dự của 400 đại biểu, đại diện cho hơn 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài. Trước khi bắt đầu hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng truyền lời chúc mừng, lời thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng, bà con cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng xúc động nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tổ quốc và chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng, đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà. Sau khi chia sẻ về các yếu tố nền tảng, quan điểm, thành tựu sau gần 40 năm đổi mới và định hướng phát triển của đất nước, Thủ tướng đã nhấn mạnh 3 thông điệp quan trọng đối với đồng bào ta ở nước ngoài. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Thứ hai, đất nước tự hào, kỳ vọng và tin tưởng vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành công của đồng bào cũng chính là thành công của đất nước. Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần nghe cho thấu, thấy cho rõ và hiểu cho hết, đất nước luôn trân quý tình cảm, thấu hiểu khi nghe tâm tư, nguyện vọng và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của đồng bào ta ở nước ngoài dành cho quê hương, đất nước. Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các bộ, các ngành, các địa phương và của nhân dân ở trong nước là làm sao bảo vệ cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và cái thứ hai là chúng ta làm sao phát huy tối đa cái sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong cái tình hình mới này. Và cái thứ ba, chúng ta phải xây dựng cộng đồng là cái cầu nối quan trọng, là cái động lực, là cái nguồn lực thúc đẩy cái công cuộc hội nhập sâu rộng và thực chất hiệu quả với quốc tế. Cái thứ tư là Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và thực hiện cái sự góp ý xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với lại cái sự phát triển
chung của đất nước chúng ta. Trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng yêu cầu cần phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào với quê hương đất nước, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có cơ chế chính sách thuận lợi cho bà con, doanh nghiệp ta ở nước ngoài đầu tư kinh doanh, hỗ trợ nhân dân trong nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp thu, lắng nghe, phản hồi và triển khai trên thực tế những ý kiến đóng góp rất quý báu, thiết thực của đồng bào. Nhấn mạnh, dù thế giới có thay đổi đến đâu, thì giá trị, bản sắc dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là cầu nối Việt Nam với thế giới, làm rạng danh dân tộc Việt Nam, giúp phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành hóa chất Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành hóa chất trong suốt 55 năm qua, đã có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Suốt nhiều năm, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong sản xuất phân bón và hóa chất cơ bản, cung ứng trên 45% sản lượng phân bón và 46% hóa chất cơ bản các loại. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015-2021, một số dự án doanh nghiệp quy mô lớn thuộc tập đoàn đã sản xuất kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án ngành công thương, từ thua lỗ, tập đoàn đã kinh doanh có lãi. Hai năm vừa qua, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận liên tiếp đạt các mốc lịch sử cao nhất từ trước đến nay, đảm bảo việc làm cho gần 20.000 lao động. Bên cạnh thành tựu, Thủ tướng cũng nêu rõ một số tồn tại hạn chế của ngành như chưa có nhiều sản phẩm hóa chất kỹ thuật cao, nhiều loại nguyên liệu và sản phẩm hóa chất đầu vào phụ thuộc vào nhập khẩu, hay còn tình trạng ô nhiễm môi trường. Khẳng định công nghiệp hóa chất là ngành có vai trò quan trọng nền tảng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Thời gian tới, Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm với Tập đoàn Hóa chất, trong đó phải quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong việc tái cấu trúc. Một là tái cấu trúc cái quản trị, cả về con người, cả về bộ máy, làm sao cho tinh gọn, giảm cái chi phí, rồi ứng dụng công nghệ số vào để chúng ta quản trị, quản lý. Cái thứ hai là tái cấu trúc lại các cái nguồn vốn sử dụng cho nó có hiệu quả, mọi cái nguồn vốn mà chúng ta có thể huy động được. Và cái thứ ba là phải tái cấu trúc lại cái sản phẩm đầu vào, giảm cái giá thành theo cái hướng là tăng cường cái sử dụng cái sản phẩm ở trong nước và cái tự sản xuất của chúng ta. Và cái thứ tư là phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng. Vì cái ngành của chúng ta là ngành cơ bản, chúng ta sẽ tạo ra được cái thị trường rộng lớn, tạo ra được công ăn việc làm. Rồi cái thứ năm là phải phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ, các ngành có liên quan, rồi các địa phương, rồi các tập đoàn tổng công ty trong nhà nước và ngoài nhà nước, rồi tham gia các cái chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi cung ứng trong nước. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hóa chất phát huy cao độ vai trò của doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển ngành công nghiệp hóa chất bền vững lâu dài. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Thủ tướng mong muốn tập đoàn phát huy truyền thống vẻ vang của 50 năm qua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, năm sau phải đạt kết quả cao hơn năm trước, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp ngài Mohammad Reza Arif được bổ nhiệm làm phó tổng thống thứ nhất nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai gồm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Tại phiên chất vấn, tội phạm mạng và hướng giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập là các vấn đề được đại biểu quan tâm. Cử tri cho rằng chính phủ cần tổ chức một lực lượng chống tội phạm mạng nhiều hơn, bài bản hơn, đầy đủ hơn để đủ sức ngăn chặn tội phạm trên mạng. Xin chính phủ cho biết quan điểm. Cái giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này cũng phải có tính đặc thù. Thứ nhất, phải đẩy mạnh ứng dụng cái tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là căn cước trên không gian mạng. Để xác thực cái danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước
hạn chế cái tình trạng nặc danh lừa đảo. Thứ hai là phải ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản của ngân hàng, loại bỏ những tài khoản ảo, làm sạch tài khoản thuê bao di động, loại bỏ sim rác. Thứ ba là củng cố, nâng cao cái tiềm lực của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại công an các địa phương, 63 tỉnh thành đều có cái lực lượng này. Chúng tôi cũng xin khuyến cáo với cử tri, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại của người lạ. Trong thời gian tới thì Bộ trưởng có giải pháp gì để tham mưu cho chính phủ để giúp cho cán bộ công chức viên chức, người hoạt động công chuyên trách cấp xã được hưởng đầy đủ các chế độ khi thôi việc là do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã? Thì dự kiến là chúng ta sẽ phải có một cái số lượng cán bộ công chức dôi dư ở cấp huyện và ở cấp xã cũng như là cán bộ không chuyên trách dôi dư là 21.800 người. Và để mà giải quyết cái việc này ấy, thì Bộ Nội vụ chúng tôi cũng đã tham mưu Nghị định 29 về tinh giản biên chế. Đối với lại các địa phương mà không tự cân đối được ngân sách thì các đồng chí, các địa phương sẽ tổng hợp lên để chúng tôi tổng hợp và báo cáo với lại chính phủ để cấp ngân sách để thanh toán cái nguồn để làm sao đó mà chúng ta giải quyết theo một cái hướng của cái Nghị định 29 rất rõ. Trong thời gian 12 tháng nếu mà nghỉ ngay thì cũng được một cái khoản kinh phí cũng rất là lớn để mà đảm bảo được là cán bộ công chức dôi dư có thể sẵn sàng đủ điều kiện đi tìm công việc mới. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp đối với việc chậm gửi hồ sơ các dự án luật. Tôi thấy rằng trước hết là phải kỷ luật kỷ cương. Chúng ta đúng là phải chủ động hơn nữa. Các bộ trưởng phải trực tiếp phụ trách công tác pháp chế. Và những cái việc gì mà đã phân vai cho mình thì trước sau cũng phải làm để có cái chủ động. Như thế nó đỡ đi. Cái điểm thứ hai là tăng cường cái chất lượng của nguồn nhân lực. Mà chúng ta không dự đoán được tình hình, chúng ta không có thông tin, không có cái nguồn nhân lực đủ mạnh thì rất là khó khăn. Và nếu như không khắc phục thì tiếp tục còn khó khăn nữa. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta sẽ xem xét sửa đổi bổ sung cái pháp luật về ban hành văn bản và quy phạm pháp luật. Những cái chỗ nào mà có thể nới ra được, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thì chúng ta sẽ cố gắng để xử lý. Sau 1,5 ngày làm việc, đã có 75 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu với câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng lĩnh vực phụ trách, thẳng thắn cầu thị trong trả lời và tiếp thu ý kiến của đại biểu. Bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc triển khai các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư và quản lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, núp bóng doanh nghiệp, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần đề cập đến vai trò quan trọng, yêu cầu cấp bách trong việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên chất vấn hôm nay cũng là góp phần tích cực trong việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ yêu cầu rất quan trọng đó. Đề nghị chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ hiệu quả những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu lực. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 36 nhằm xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Tán thành việc bổ sung thêm hai dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và luật phòng bệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Bộ Y tế cần hết sức khẩn trương, chuẩn bị kỹ lưỡng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Chậm nhất ngày 15 tháng 9 tới phải xong hồ sơ để Thường vụ Quốc hội thảo luận trước khi trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8. Kỳ họp này là thông qua tới 27 cái luật. Nếu cái luật này nữa là 28 đó. Mà rất nhiều nội dung, nghị quyết rồi nữa, chúng tôi sẵn sàng nhưng mà nó lại thuộc là Bộ Y tế, hết sức là cấp bách, nhưng mà các đồng chí có làm được hay không
Luật bảo hiểm y tế này có 120 cái tồn tại. Đó, mà lần này thì chúng ta sửa một số điều. Liệu là có ổn hay không? Hay là chúng ta phải nghiên cứu, là chúng ta sửa một cách cơ bản. Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết gồm 4 nội dung chính. Trong đó, cho phép thực hiện song song quy trình lập, thẩm định, công nhận kết quả tiêu chí phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời với công tác lập, thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sổ Mạt Phôn Xể Na chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đánh giá cao hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp của hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ thời gian qua, phối hợp thực hiện các thỏa thuận mà hai bên đã ký, tăng cường giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức đoàn thể, nòng cốt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ về truyền thống hai nước. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với Quốc hội Lào trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thông báo đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về kết quả của hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào. Quốc hội Lào sẽ cùng đồng hành cùng Quốc hội Việt Nam thực hiện các thỏa thuận mà hai bên đã ký. Đề nghị Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2014, Chủ tịch IPA 45. Chiều nay triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên nhằm đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, kết quả, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có, đồng thời chỉ ra nguyên nhân, những cách làm hay, mô hình tốt, những kinh nghiệm quý, những khó khăn vướng mắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là trong việc cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của nghị quyết đại hội. Để đợt kiểm tra đạt kết quả, đồng chí Lương Cường đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, biến đợt kiểm tra này thành đợt tự kiểm tra, xác định lại kết quả và báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng của Bộ trong thời gian vừa qua. Sáng nay, chủ trì phiên họp thứ 2 của Tiểu ban Điều lệ Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban đánh giá cao nỗ lực của cơ quan thường trực, tổ giúp việc, tổ biên tập trong việc chuẩn bị xây dựng và hoàn thiện dự thảo báo cáo về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Nhấn mạnh, dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát đề cương và phản ánh trung thực, khách quan các ý kiến đóng góp từ các cấp ủy và tổ chức Đảng. Khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo trước thềm Đại hội 14 của Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng yêu cầu các thành viên tiểu ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của tiểu ban, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước để hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, các tiểu ban sẽ trình các dự thảo văn kiện Đại hội 14, trong đó có dự thảo báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng để thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới. Chiều nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ nhất. Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 50 học viên tham gia lớp học được Bộ Chính trị, Ban Bí thư rà soát kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong quá trình học, các học viên được trang bị những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, góp phần nâng cao năng lực, tư duy chiến lược, được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có thêm động lực và nhiệt huyết để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Chiều nay thăm kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận biểu dương những nỗ lực của Tổng cục Chính trị và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án. Đến nay, các hạng mục chính của dự án như tòa nhà chính, tháp chiến thắng, đền tưởng niệm,
công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, trưng bày cơ bản đã hoàn thành. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị, chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc gói thầu theo đúng thiết kế đã được duyệt, tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng quy định trước khi tổ chức đón cán bộ chiến sĩ, nhân dân và du khách quốc tế đến tham quan. Thăm làm việc tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Nghèo của tỉnh Ninh Thuận 200 triệu đồng, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng và 90 suất quà cho trẻ em, gia đình chính sách. Phó Chủ tịch nước đề nghị Ninh Thuận và huyện Thuận Nam cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế biển, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện đời sống của người dân, giải quyết việc làm, đầu tư cho giáo dục và y tế. Thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch nước đề nghị cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Với chủ đề bất động sản, kiến trúc và trang trí nội ngoại thất, triển lãm quốc tế Việt Build thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm thu hút hơn 1.200 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp từ nhiều quốc gia tham dự. Tại đây giới thiệu trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú theo từng lĩnh vực ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, xây dựng và trang trí nội thất gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và hiện đại của toàn xã hội. Tại triển lãm còn diễn ra nhiều chương trình giao lưu, diễn đàn doanh nghiệp tại các gian hàng, đồng thời ký kết hợp tác cũng như hợp đồng kinh tế mua bán sản phẩm. Triển lãm diễn ra cho đến ngày 26 tháng 8. Trong khi thị trường hàng không thế giới tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức từ việc sụt giảm quy mô đội tàu bay do triệu hồi động cơ của các nhà sản xuất, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang tìm nhiều phương án bổ sung, thay thế các tàu bay, đang dừng khai thác và đưa vào khai thác thêm nhiều tàu bay thân rộng mới để đáp ứng nhu cầu bay ngày càng tăng. Có chiều dài 68 mét với 367 ghế hành khách, tải trọng thương mại gần 60 tấn và tầm bay tối đa đạt 12.000 km. Boeing 787-10 là tàu bay có kích thước lớn nhất trong đội bay hàng không Việt Nam đang khai thác hiện nay. Đây là tàu bay thân rộng đầu tiên được Boeing bàn giao cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam và là tàu bay thứ 3 được hãng này bổ sung vào đội tàu bay của mình chỉ trong hơn một tháng vừa qua. Việc có thêm các tàu bay như thế này thì sẽ tăng khả năng khai thác cũng như là khả năng lấp đầy các đường bay của các hãng hàng không Việt Nam trong thời gian tới đây. Với 787-10 này thì chúng tôi dự kiến sẽ đưa vào khai thác những cái đường bay ở Đông Bắc Á và đặc biệt là sắp tới lên tháng 9 là chúng tôi sẽ khai thác đường bay Munich. Và với cái bổ sung nguồn lực này thì chúng tôi cho rằng là việc sắp xếp hiệu quả lại cái đội bay sẽ tốt hơn rất nhiều. Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, các hãng hàng không đã tăng thời gian khai thác từ 11 lên 13 giờ một ngày một tàu bay và có hãng đã phải tăng năng lực vận tải lên tới 24%. Tới tháng 9 này sẽ có 7 tàu bay của cả 4 hãng hàng không trong nước được bổ sung để bù đắp cho số lượng tàu bay đang bị triệu hồi vì lỗi động cơ. Chúng tôi cũng hỗ trợ phối hợp với các hãng không để liên hệ rồi đàm phán, tạo điều kiện cho các hãng không có thể ký kết được hợp đồng thuê máy bay mới, cũng yêu cầu các hãng không về mặt dài hạn thì bổ sung thêm các hợp đồng thuê mua dài hạn. Mới đây, Vietjet Air cũng đã đặt mua thêm 20 tàu bay thân rộng thế hệ mới A330-900 và sẽ thay thế đội bay A330-300 hiện tại. Hãng này cũng cho biết sẽ nhận 10 tàu bay mới vào cuối năm nay. Trong khi đó, thì Bamboo Airways cũng đã thuê thêm 3 tàu bay A320 và dự kiến sẽ đón thêm 1 tàu nữa trong quý 4 này. Hàng không Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ thường niên là 14%. Boeing tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam trong việc đánh giá và xác định nhu cầu phát triển đội tàu bay trong tương lai với tiêu chí là những dòng máy bay thế hệ mới nhất với khả năng tiêu thụ nhiên liệu hợp lý để thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng không tại Việt Nam. Trong bối cảnh mạng đường bay quốc tế đã khôi phục và tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới như là Trung Á, Ấn Độ, Australia, thì việc tăng quy mô đội tàu bay tạo động lực phát triển cho ngành hàng không Việt Nam được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế hàng không đang phục hồi. Vừa nghiệm thu hơn 5 tháng, bờ kè chống sạt lở kênh Hà Giang qua huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài vào khoảng 70 mét, khu vực sạt lở đã được địa phương quây tôn, căng dây cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Dự án kè này dài 3 km, tổng mức đầu tư là hơn 80 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng sạt lở, chủ đầu tư dự án cho biết là sẽ phá dỡ đoạn bờ kè bị sạt lở và làm mới hoàn toàn, đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát theo dõi các dấu hiệu sụt lún, nguy cơ sạt lở trên đoạn kè, kịp thời báo cáo và xử lý.
Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc của Thái Lan, nhất là tỉnh Nan, Chiang Rai và Phayao. Tỉnh Nan là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hàng trăm làng xã thuộc 10 huyện đang bị ngập lụt. Nhiều con sông đã bị tràn bờ, nhấn chìm nhà cửa và đất nông nghiệp, gây thiệt hại trên diện rộng. Một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã bị ngập tới 1 mét, trong khi mưa lớn cũng làm sạt lở đất đá khiến cho nhiều tuyến đường bị tê liệt. Trong khi đó, tại tỉnh Chiang Rai thì mưa lớn cũng gây lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến sáng nay, ít nhất 2 trường hợp đã tử vong, đã được báo cáo ở địa phương này. Cục Khí tượng Thủy văn Thái Lan dự báo là mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở 12 tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Các trường hợp mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Phi sau khi Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda ghi nhận các đợt bùng phát dịch kể từ tháng 7. Hiện loại virus này đang bắt đầu lan nhanh sang châu Âu và châu Á với các ca nhiễm ở Thụy Điển, Pakistan, Thái Lan, Philippines, Australia. Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã lên tiếng cảnh báo về biến thể mới và cũng nguy hiểm hơn của virus đậu mùa khỉ. Giới chức Thái Lan hôm qua thông báo đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ ở du khách, đồng thời nghi ngờ rằng đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể 1B tại nước này. Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, bệnh nhân là một công dân châu Âu trên lộ trình từ một quốc gia châu Phi tới du lịch Thái Lan. Hiện bệnh nhân đã được cách ly tại bệnh viện. Bệnh nhân bị nghi ngờ là nhiễm biến thể 1B của virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ngày mai thì chúng tôi sẽ có kết quả xét nghiệm chủng virus mà bệnh nhân mắc phải. Biến thể 1B là biến thể mới của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, được đánh giá có độc lực và khả năng lây lan cao hơn so với biến thể 2. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở 12 trong số 54 quốc gia của châu lục này. Thụy Điển là quốc gia ngoài châu Phi đầu tiên phát hiện biến thể 1B. Bệnh đậu mùa khỉ có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc vật lý. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ. Thông thường bệnh ở thể nhẹ, tuy nhiên vẫn có nguy cơ gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng đối với nhiều trường hợp, đặc biệt là trẻ em, thai phụ và những người có hệ miễn dịch suy yếu như những người có HIV. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating trong tháng 8 ước tính khoảng 7.300 tỷ đồng trái phiếu có nguy cơ không thể trả nợ đúng hạn, chủ yếu là từ ngành bất động sản. Khối lượng trái phiếu đến hạn thanh toán trong tháng này cũng cao gấp 3 lần tháng trước và sẽ tiếp tục gia tăng từ nay tới cuối năm. Các doanh nghiệp vẫn đang tận dụng tối đa Nghị định 08 để đàm phán gia hạn thời gian trả nợ trong vòng 2 năm. Vừa nghiệm thu hơn 5 tháng, bờ kè chống sạt lở kênh Hà Giang qua huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 70 mét. Khu vực sạt lở đã được địa phương quây tôn căng dây, cắm biển cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người đi đường. Dự án kè này dài 3 km, tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Tỉnh Thái Bình vừa có quyết định số 1357 về việc xác lập bản đồ phân khu khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải thuộc huyện Tiền Hải, với diện tích được giữ nguyên là 12.500 ha, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ năm 2014, trong đó xác định rõ 3 phân khu quan trọng là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, vùng đệm và phân khu phục hồi sinh thái. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã quyết định mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU, trong đó có phô mai tươi và sữa đông, phô mai xanh và một số sản phẩm sữa và kem. Động thái này diễn ra một ngày sau khi EU thông báo kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với xe điện của Trung Quốc. Các trường hợp mắc và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng ở châu Phi sau khi Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda ghi nhận các đợt bùng phát dịch kể từ tháng 7. Hiện loại virus này đã bắt đầu lan sang châu Âu và châu Á với các ca nhiễm ở Thụy Điển, Pakistan, Thái Lan, Philippines, Australia. Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo về biến thể mới và cũng nguy hiểm hơn của virus đậu mùa khỉ. Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc Thái Lan, nhất là tỉnh Nan, Chiang Rai và Phayao. Tỉnh Nan là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm làng, xã thuộc 10 huyện đang bị ngập lụt. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở 12 tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin và xin kính chào tạm biệt quý vị.